Có thể nói La Liga là giải đấu sở hữu cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất top 5 giải đấu hàng đầu ở mùa bóng năm nay. Mọi thứ vẫn cực kỳ căng thẳng đến tận vòng đấu cuối cùng, cho đến khi những tiếng còi mãn cuộc cùng vang lên. Chân tướng nhà vô địch mới chính thức lộ diện. Một lời chúc mừng đến Atlético Madrid và xin chia buồn với các hàng xóm Real Madrid. Đôi bên đều thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch ở thời khắc then chốt, nhưng ngai vàng thì chỉ có một mà thôi. Tâm điểm của vòng hạ màn La Liga chính là sân vận động José Rodríguez của Real Valladolid. Nơi đây diễn ra cặp đấu có tính chất quyết định đến hai đầu bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Valladolid cực kỳ khát điểm để được tiếp tục chơi bóng tại La Liga mùa tới. Nhưng Atletico Madrid thậm chí còn khao khát chiến thắng hơn vì chưa vô địch. Kẻ trên núi người dưới vực từng diễn biến tại José Rodríguez là hình ảnh biểu trưng cho một bộ bóng đầy hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính của bóng đá xứ Đông Bỏ. Cùng thời điểm, Real Madrid cũng đem theo hy vọng của họ gửi gắm vào cuộc tiếp đón Villarreal. Kênh kênh trắng cần mục tiêu là 3 điểm trọn vẹn, kết hợp cùng điều kiện đủ là Valladolid cầm chân được Atletico. Rõ ràng Real Madrid đã cho thấy sự bám đuổi bền bỉ với vị trí của Atletico, và khi chỉ còn dù là 1% cơ hội vượt mặt, Los Blancos cũng chiến đấu với toàn bộ những gì tốt nhất. Sự ganh đua ấy kéo dài xuyên suốt mạch 90 phút của cả hai trận đấu. Atletico Madrid ra sân với xu hướng tấn công. Huấn luyện viên Diego Simeone dĩ nhiên muốn các học trò tự quyết định số phận hơn là trông cậy vào Villarreal. Bên ngoài sân, rất đông các cổ động viên của Atletico Madrid đã lặn lội đường xa từ thủ đô đi đến và tập hợp lại trở thành biển người. Pháo sáng cũng đã được chuẩn bị. Rõ ràng là người hâm mộ sắc đỏ trắng thành Madrid rất tin tưởng vào việc họ sẽ được mở hội tại José Rodríguez. Nhưng dục tốc thì bất đạt, khi Atletico Madrid còn đang vội vàng trong các pha lên bóng thì phải nhận một gáo nước lạnh. Từ pha phản công mẫu mực, nhạc trưởng Oscar Plano có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ thành Oblak. Plano bình tĩnh đưa bóng vào lưới, 1-0 cho Real Valladolid ở phút thứ 18. Tỷ số này giúp Valladolid trụ hạng thành công, còn Diego Simeone thì bắt đầu biểu lộ sự lo lắng tột cùng ở trên khuôn mặt. Tin này tất nhiên cũng sớm xuất hiện tại sân đấu Di Stefano của Real Madrid. Đây rõ ràng chẳng kém gì liều doping tinh thần cho đội bóng này. Nhưng chớ trêu thay, Real Madrid không những tự tin hay mạnh mẽ hơn, mà còn khiến lợi thế vừa mới xuất hiện tự tan thành mây khói. 3 phút sau khi Atletico Madrid thủng lưới, thầy trò Zidane cũng học theo. Từ pha căng ngang bên phía cánh trái của Villarreal, hàng thủ chủ nhà đã bọc lót cho nhà không tốt. Khoảng trống lộ ra và tài năng trẻ Jeremy Pino chớp thời cơ thành công. Việc Real Madrid thủng lưới giúp các cầu thủ Atletico Madrid phần nào đỡ căng thẳng hơn. Đội bóng thủ đô với những miếng đánh quen thuộc nhanh chóng dồn ép Real Valladolid trở lại phần sân nhà. Valladolid cũng chơi bóng đầy tính toán khi kiên quyết tạo nên lớp phòng ngự nhiều tầng. Cần biết rằng chủ tịch của Valladolid là Ronaldo de Lima, huyền thoại của Real Madrid. Ông chủ người Brazil đã tuyên bố sẽ thưởng cho mỗi cầu thủ 150.000 euro nếu đánh bại được Atletico và trụ hạng thành công, đồng thời gián tiếp đem lợi thế về cho Real Madrid. Đó là lý do vì sao đội bóng áo tím đã gây ra quá nhiều khó khăn cho Suarez và các đồng đội. Cơ hội đáng chú ý nhất của Atletico Madrid trong 45 phút đầu tiên ắt hẳn là pha bóng cứa lòng quyết đoán của Luis Suarez, tiếc rằng bóng đi không chính xác. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Diego Simeone lúc này đã ngồi hẳn xuống và đang suy tư nhiều thứ. Ở chướng ngại cuối cùng, vị thế của Atletico Madrid đang cực kỳ lung lay. Trùng hợp thay, phía Real Madrid cũng gặp trường hợp tương tự. Áp lực dồn nén khiến thầy trò Zidane dần mất đi sự kiên nhẫn. Ngoài nỗ lực bất thành của Luka Modric hướng về phía cột gần, Los Blancos cũng xem như bó tay trong lúc họ cần bàn thắng nhất. Cả hai đội bóng đua tranh cho chức vô địch đều chơi dưới sức ở hiệp 1 và cùng bị dẫn bàn. Vậy nên điều không ai ngờ tới là cả Atletico lẫn Real đều bước vào giờ nghỉ trong cảnh bị đối phương dẫn trước. Atletico Madrid hẳn cũng rất vui mừng khi biết khoảng cách hai điểm vẫn chưa bị san lấp. Điều đó giúp Los Rossi Blancos đã có nét hơn trong nửa sau của trận đấu. Nhưng cũng phải đợi đến sự tỏa sáng của một cá nhân, đội bóng thủ đô mới có được điều họ cần. Carrasco có pha đi bóng bên phía cánh trái trước khi truyền vào trong cho Correa. Tiền đạo người Argentina xử lý cực kỳ khéo léo, vượt qua đến 3 chiếc bóng áo tím trước khi tung chân đưa bóng vào góc xa đầy hiểm hóc. Một pha bóng xuất thần của cầu thủ đến từ xứ Tango. Lúc này Atletico nới rộng cách biệt với Real lên 3 điểm. Thầy trò Zinedine Zidane tại Madrid cũng không đứng im chờ chết, nhưng may mắn chưa đứng về phía họ. Cú đánh đầu của Eder Militao ở phút 52 đưa bóng chạm xà ngang. Không lâu sau, Karim Benzema như là bùng nổ cảm xúc của Los Blancos khi đánh đầu cận thành quân bình tỷ số. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, trọng tài chính quyết định dùng sự trợ giúp từ VAR. Sau quãng thời gian soi xét khá kỹ, bàn thắng của Benzema bị từ chối. Real Madrid lại lâm vào ngõ cụt. Nhưng các fan của Atlético cũng thót tim vài lần trước sức phản kháng mạnh mẽ của Valladolid. Họ biết rằng một điểm là không đủ để giữ tập thể này ở lại với La Liga.
binh đoàn áo tím có cơ hội vàng để tái lập thế dẫn trước. Valladolid được trao cơ hội vàng để gỡ, đáng tiếc là lại bỏ lỡ. Một nhân tố từ tuyến 2 tung cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc buộc thủ thành Oblak phải bay người hết cỡ để đấm bóng ra. Và cú lao vào đánh đầu bồi sau đó, tiền đạo của đội chủ nhà lại đưa bóng đi vọt xả khi gần như chỉ còn khung thành trống. Chết hụt thì thường sống dài, ngay sau tình huống đó đến lượt Atletico Madrid được tặng quả. Đường chuyền bất cẩn của đối phương đặt Luis Suarez vào thế vô cùng thuận lợi. Anh vẫn đủ tốc độ và sức bền để dẫn quả bóng vào trong vòng 16m50 trước khi tung ra pha đặt lòng đơn giản nhưng đậm chất sát thủ. Suarez không thể nào bỏ lỡ những tình huống mười mươi như vậy. Vòng trước, Suarez cũng là tác giả của bàn ấn định thắng lợi 2-1 trước Osasuna. Vòng này anh tiếp tục là người được chọn để trở thành cứu tinh. Cách biệt lúc này được Atletico Madrid nới rộng lên thành 6 điểm bởi Real Madrid vẫn chưa gỡ được bất kỳ nút thắt nào. Cùng thời điểm Suarez ghi bàn nâng tỷ số thì Benzema cũng tận dụng món quà từ sai lầm của thủ thành đối phương. Nhưng anh lại xử lý quá rườm rà và đưa bóng đi vào cạnh lưới. Tất cả có thể thấy Real Madrid áp lực đến mức nào. Thời gian đang cạn dần và Los Blancos hẳn cũng biết cơ hội để họ vươn lên dẫn đầu gần như không còn nữa. Trở lại với Jose Rodria, tỷ số 2-1 đủ giúp Diego Simeone thi triển món nghề sở trường, đó là lối đá rình rập. Atletico Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu, dồn quân số cho mặt trận phòng ngự nhiều hơn và tạo nên hai lớp 4-4 giang ngang. Đây là phong cách từng giúp Ancelo đưa các học trò đến chung kết Champions League 2 lần. Vậy nên Valladolid dĩ nhiên không đủ tầm để khoan phá mảnh lưới của Oblak. Thời gian dần cạn, Real Madrid càng sốt ruột. Họ nhất định không từ bỏ dù biết mọi chuyện có vẻ đã ngoài tầm với. Mãi đến phút 87, đội bóng Hoàng gia mới lần đầu tiên được hưởng niềm vui ở trận này. Chính Karim Benzema là người đã lập công chuộc tội. Nhận đường truyền từ Rodrigo, tiền đạo người Pháp hãm bóng rồi bình tĩnh thực hiện pha cứa lòng đi thẳng vào góc chữ A. Một cú dứt điểm cho thấy vì sao đội tuyển Pháp cần Benzema cho kỳ Euro sắp tới. Thừa thắng xông lên, Real Madrid tiếp tục dồn ép bất chấp thời gian đã chuyển sang bù giờ. Nhưng thật sự bản lĩnh của Los Blancos đã giúp họ. Tiếp tục là Benzema có bóng khéo léo, truyền cho Modric. Tiền vệ người Croatia hạ bóng uyển chuyển rồi tung cú dứt điểm trái phá, đem về bàn thắng chốt hạ trận đấu. Hai bàn trong vòng 4 phút, thầy trò Zidane đã lội ngược dòng thành công để có được mục tiêu đề ra. Nhưng tất cả chỉ mang yếu tố tinh thần. Khi Modric đưa bóng vào lưới, ống kính truyền hình bắt gặp hình ảnh Sergio Ramos trên khán đài làm cử chỉ tay kiểu 2-1, như là tỷ số mà Atletico Madrid đang có. Át hẳn trung vệ đội trưởng của Los Blancos xác định rằng họ sẽ không thể vô địch. Nhưng ít nhất vì tập thể Real Madrid ở vòng chốt sổ này đã chơi với tinh thần không chê vào đâu được. Tiếng còi mãn cuộc cũng vang lên tại Jose Rodria. Đội chủ nhà Real Valladolid chính thức xuống hạng, còn Atletico Madrid lại trong men say chiến thắng. Luis Suarez với tổng cộng 21 pha lập công mùa này là bất ngờ lớn, nhiều hơn tất cả dàn tiền đạo của Barca cộng lại nếu không tính Messi. Và Atletico Madrid chỉ mất có 7 triệu bảng để có cầu thủ người Uruguay, một thương vụ quá hời. Suarez đã FaceTime về cho gia đình để báo tin vui và anh không cầm được sự xúc động. Chân sút 34 tuổi gửi lời cảm ơn Atletico Madrid vì đã trao cho anh cơ hội mới. Diego Simeone cũng đã khóc. La Liga vẫn luôn là cuộc đua của Real Madrid và Barcelona. Chỉ có 2 năm ngoại lệ và Simeone là đạo diễn cho cả 2 năm đó. Một màn trả thù mà Los Rossi Blancos đã chờ rất lâu sau hai niềm đau tại chung kết Champions League nhiều năm trước. Danh hiệu này hứa hẹn cũng sẽ mở ra một tương lai sáng lạng hơn dành cho đội bóng. Nhưng trước mắt, xin chúc mừng tân vương của La Liga mùa 2020-2021, Atletico Madrid.